Thưa quý vị và các bạn, bài hát Mái đình làng biển được nhạc sĩ Nguyễn Cường viết trong một chuyến đi sáng tác tại Quảng Ninh. Trên đường ra Trà Cổ, ông đã được giới thiệu một thắng cảnh tuyệt vời, đó là đình Trà Cổ, một mái đình tuyệt đẹp và rất hiếm có. Ngôi đình còn là cột mốc văn hóa, nơi điện đầu Tổ quốc. Đó là chia sẻ của ông về ngôi đình cổ này. Từng viên gạch, miếng ngói, từng nét chạm trổ của ngôi đình đều khiến ông kính phục. Có lẽ chính những nét đặc trưng này đã tạo cảm xúc cho nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác ca khúc Mái đình.